Vào lúc 19h15 ngày 13 tháng 2 năm 2023, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thiếu sân nhà của mình để chạm trán với câu lạc bộ Khánh Hòa tại vòng 3 V-League. Và sau đây hãy cùng xem bóng đá chúng tôi có đánh giá dự đoán về cặp đấu này nha. Có thể nói trái ngược với những tuyên bố mạnh mẽ của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành với mục tiêu lọt vào top 3, Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi đầu rất chật vật tại V-League. Ngoài việc trắng tay về mặt điểm số, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Hà Tĩnh là hai đội bóng chưa thể ghi được bàn thắng nào sau hai trận đấu đầu tiên. Rõ ràng việc không có những chân sút chất lượng cho đội hình khiến cho đội bóng chủ sân Thống Nhất gặp rất nhiều những khó khăn. Cuộc tiếp đón câu lạc bộ Khánh Hòa vòng đấu này được coi là cơ hội để họ mang về chiến thắng đầu tiên. Tân binh của Vic đã sớm rơi vào tình thế hiểm nghèo dù họ mới trải qua 180 phút thi đấu ở 3 mùa giải vắng mặt. Thầy trò viên Võ Đình Tần sớm rơi vào cơn khát điểm và bị dồn vào chân tường khi rơi xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Nếu không muốn đối diện với nhiều bất lợi lần này, Khánh Hòa không được phép thất bại trước Thành phố Hồ Chí Minh và một điểm chính là mục tiêu ở đồng phố biển sẽ nỗ lực để hoàn thành. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có thể không sử dụng tiền đạo Bruce Alexander, người gần như biến mất trong hai trận đấu đã qua. Ở trận đấu với câu lạc bộ Hải Phòng, cầu thủ này bị thay giả phút thứ 46 khi có màn trình diễn quá tệ hại. Bruce chỉ mới qua đây một tháng và chưa thích nghi được với bóng đá Việt Nam. Ở đây các cầu thủ Việt Nam chơi rất quyết liệt, chứ không như cái cách cầu chơi bên Mỹ. Chúng tôi đã có kế hoạch chiêu mộ hai ngoại binh ở vị trí tiền đạo và tiền vệ trung tâm để tăng cường sức mạnh. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành chia sẻ cho đội thua 0-1 trước câu lạc bộ Hải Phòng vòng 2 vừa qua. Không ở chế độ chờ như người đồng nghiệp, tiền đạo Ruud đã bị Khánh Hòa thanh lý sau 2 trận đấu. Jesus Marker Abu được ký hợp đồng để thay thế. Theo đánh giá của các cầu thủ Khánh Hòa, tiền đạo sinh năm 1995 năm này rất điểm cá nhân tạm ổn nhưng chưa thực sự nổi bật để thi đấu. Theo các trang thống kê, Max Abu thi đấu rất ít trong hai mùa giải gần đây. Ở trận đấu này, đội bóng huấn luyện viên Võ Đình Tần cũng không có những sự phục vụ của Văn Việt, người đã nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Bình Định ở vòng 2. Trận thua 0-1 trước Hải Phòng ngay trên sân Thống Nhất, đây là trận thua thứ hai của thầy trò viên Vũ Tiến Thành, qua đó tiếp tục kéo chân họ cuối bảng xếp hạng. Tân binh Khánh Hòa cũng đang sự khởi đầu của mình không tốt khi được thua Thanh Hóa với tỷ số 1-2 trận đấu ra quân. Mới đây ở vòng 2, họ lại thua trên sân Bình Định với tỷ số 0-3. Bước ngoặt của trận đấu này đến từ việc trung vệ Văn Việt phải nhận thẻ đỏ phút thứ 74. Có thể nói đây là cặp đấu cân tài có sức nhất ở vòng 3, bởi đôi bên đều có trình độ tương đương nhau. Một số thống kê đáng chú ý, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thắng 2 trận và để thua 3 trận trước Khánh Hòa trong 5 lượt gặp nhau ở đây nhất của hai đội. Thành phố Hồ Chí Minh thắng 1 trận, hòa 1 trận và để thua 3 trận trong 5 trận đấu gần đây nhất của mình. Khánh Hòa đã thắng 1 trận và để thua tới 4 trận trong 5 trận đấu gần đây. Đánh giá một cách tổng quan, đây là cặp đấu cân tài các sức và chúng tôi cho rằng trận đấu này có thể sẽ kết thúc với tỷ số hòa chung cuộc. Và kênh xem bóng đá dẫn tỷ số là hòa một đều.